Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày hôm thứ Năm liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa lớn màu xanh lam từ lúc 6 giờ tối. Trong cùng ngày, đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đã đón trận lũ số 1 trong năm nay. Cơ quan chức năng mở cửa xả lũ trong 24 giờ, khiến cho mực nước ở Hồ Động Đỉnh, Hồ Bà Dương tăng cao, gây ra thảm họa liên tiếp tại nhiều nơi như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, v.v. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ 8 giờ tối ngày thứ Năm đến 8 giờ tối ngày thứ Sáu, các khu vực như Giang Nam đến sông Hoài, Trung Bộ và Tây Bộ tỉnh Vân Nam, Đông Nam Bộ Tây Tạng, Tây Bộ và Nam Bộ Bắc Kinh sẽ xuất hiện mưa lớn. Khu vực An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây còn có thể xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh, mưa rất lớn. Mới đây, trang tin PA Video tại Trung Quốc đại lục đã công bố video đập Tam Hiệp xả lũ. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, lúc 10 giờ sáng thứ Năm, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa nước Tam Hiệp là 55.000 mét khối mỗi giây, chính thức đón trận lũ số 1 trong năm nay. Theo lệnh điều động của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, bình quân mỗi ngày hồ chứa nước Tam Hiệp xả lũ với lưu lượng 40.000 mét khối mỗi giây, lượng nước chảy vào là 55.000 mét khối mỗi giây, lưu lượng nước xả ra là 40.000 mét khối mỗi giây, tỷ lệ cắt đỉnh 30%. Nhân dân Nhật báo đưa tin, Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Năm đã khởi động ứng phó phòng chống lũ cấp 4, cử đội ngũ nhân viên đến các khu vực như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quý Châu, Vân Nam để thực hiện công tác cứu nạn. Điều đáng chú ý là trong lúc Trung Quốc đại lục hầu như bị phong tỏa toàn diện thông tin về tình hình thảm họa, trong cảnh quay cứu trợ cứu nạn được truyền thông nhà nước Trung Quốc công khai mấy ngày gần đây, đã vô tình phơi bày tình trạng thê thảm bởi thảm họa lũ lụt tại các nơi. Kênh truyền hình quân sự CCTV7 công khai cảnh quay cứu nạn tại huyện Phượng Hoàng, thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu Tương Tây của tỉnh Hồ Nam cho thấy, nhiều nơi trong huyện phải hứng chịu thảm họa lũ lụt, ngay cả trong bệnh viện cũng có nước ngập quá đầu gối. Tuy nhiên, thông tin cũng nhấn mạnh cảnh sát vũ trang vận chuyển khẩn cấp vật tư y tế và di chuyển người dân bị mắc kẹt cùng xe cộ, hy vọng giảm thấp nhất thiệt hại do thảm họa lũ gây ra. Trung tâm phát thanh khẩn cấp quốc gia Trung Quốc đăng một đoạn video trên Weibo cho thấy thảm họa lũ lụt tại huyện Hồng Khẩu, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, nước bùn nhấn chìm mặt đường xá trở thành một dòng chảy bùn đất, giao thông vận tải đường bộ hầu như tê liệt, nhiều người dân không cách nào chạy thoát được. Bên cạnh đó, theo Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, miền Nam Trung Quốc mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày. Nếu đổi lượng mưa tỉnh Hồ Bắc thành thể tích nước, ước tính lên đến 53 tỷ mét khối, tương đương mực nước của 12 hồ Thái Hồ, một nửa hồ Thanh Hải. Còn tại Bắc Bộ tỉnh Giang Tô, Trung Bắc Bộ tỉnh An Huy, Bắc Bộ và Tây Bộ tỉnh Hồ Bắc, Đông Bắc Bộ tỉnh Quảng Tây, Đông Bắc tỉnh Quý Châu, lượng mưa năm nay cũng nhiều hơn từ gấp đôi trở lên so với trước đây. Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ thứ Bảy đến thứ Hai, lượng mưa tại khu vực Tây Nam đến Trung và Hạ Lưu Trường Giang tiếp tục gia tăng, một số nơi có mưa lớn đến rất lớn, một số nơi có thời tiết đối lưu mạnh như gió lớn kèm sấm sét. Chuyên gia khí tượng nhắc nhở, trong 10 ngày đầu tháng này, khu vực từ Tây Nam đến Trung và Hạ Lưu Trường Giang vẫn sẽ tiếp tục có mưa, có mức độ lặp lại cao. Khu vực có mưa lớn có thể xảy ra lũ bất ngờ, các con sông vừa và nhỏ xảy ra lũ và thành thị bị ngập là tương đối cao. Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết, 3 ngày qua khu vực trung tâm và phía bắc của tỉnh Phúc Kiến có mưa lớn khiến hơn 180.000 người ở trong tỉnh bị ảnh hưởng, 12 người chết, 2 người mất tích, di rời 22.500 người. Theo số liệu thống kê do Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Phúc Kiến công bố vào lúc 17 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, tổng cộng 186.400 người ở 19 quận ở Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình và Long Nhân của tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 420 ngôi nhà bị sập và 120.000 cây trồng bị ảnh hưởng, 69.000 hecta bị mất trắng, 64 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ ngừng hoạt động, 22,56 km đê bao bị hư hỏng, 4,03 km đê bị vỡ, cống, 60 trạm bơm cơ điện, trạm thủy điện và trạm thủy văn bị hư hỏng và 94 ao, hồ đập bị trôi, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục. Một số con sông ở Phúc Kiến đã vượt mực nước cảnh báo, Thiểm Tây, Hữu Tích, Phù Đồn Hy và Mai Tây, một nhánh của sông Mân Giang đã trải qua lũ lụt với mực nước vượt cảnh báo, và Đại Trưng Tây, một nhánh của sông Mân Giang và một số địa điểm ở thượng nguồn sông Cửu Long Giang phía Tây Bắc và Tương Giang cũng trải qua mực nước vượt cảnh báo lũ. Theo thống kê, từ 8 giờ sáng ngày thứ Sáu đến 6 giờ ngày thứ Bảy, có 12 huyện thuộc tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa từ 45 đến 79 mm, 20 huyện có lượng mưa từ 80 mm đến 120 mm, các quận Đại Điền và Đức Hòa có lượng mưa trên 150 mm. Hiện tại, cơ quan khí tượng đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và nước,
nhắc nhở các cơ quan chính quyền các cấp chú ý phòng ngừa lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác có thể do mưa lớn gây ra. Vào sáng ngày thứ Sáu, có một trận mưa lớn bất ngờ ở thị trấn Hạ Dương, Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến. Hai thợ mỏ và ba đứa trẻ đã bị chôn vùi. Sau khi nhận được tin báo, 100 người từ đội cứu hỏa Vĩnh Xuân và nhiều phòng ban khác của quận Vĩnh Xuân đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành cứu hộ. Đến 15 giờ 15 phút, hiện trường được giải tỏa. Vụ tai nạn có 5 người thiệt mạng. Qua điều tra xác định 3 nam và 2 nữ tử vong đều là người Giang Tây. Sau khi sự việc xảy ra, huyện Vĩnh Xuân đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa an toàn trong mùa lũ, yêu cầu tất cả các thị trấn, phòng ban, đơn vị rút kinh nghiệm nghiêm túc và tăng cường kiểm tra, giám sát những ngôi nhà rột nát, vùng trũng thấp, thiên tai địa chất dốc, các công trường, khu vực khai thác đảm bảo tính mạng của nhân dân. Kính thưa quý vị khán giả, hôm đầu tuần này, một vụ lở đất ở Yến Kinh Quốc, Lô Cô, huyện Miên Ninh, tỉnh Tứ Xuyên khiến 114 người thiệt mạng. Diên Kinh Câu là vị trí của mỏ sắt Lô Cô ở Tứ Xuyên và một nhánh của sông An Ninh. Do cơ sở hạ tầng và khai thác mỏ quặng sắt, một lượng lớn đất đá đã bị thải ra với tổng khối lượng hơn 5,3 triệu mét khối. Đồng thời, việc khai thác gỗ với số lượng lớn cũng đã phá hủy thảm thực vật, chôn vùi những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho lở đất. Vào lúc 10 giờ tối ngày thứ Hai, một dòng chảy đá vụn đã bùng phát với lưu lượng tối đa là 280 mét khối giây. Trận lở đất đã cuốn phăng nhà ăn, nhà kho, lán làm việc của đội công binh số 408 và 414, cục công binh hai bộ đường sắt đóng dọc Quan Mương. Hầu hết các công nhân đã không về nhà vào đêm hôm đó vì họ đang xem phim. Rất nhiều người đã sống sót, nhưng nó cũng gây ra thảm họa thương tâm với 114 người chết và 29 người bị thương. Kể từ hôm đó, thảm họa dòng chảy mảnh vỡ ở Yến Kinh Quốc thường xuyên xảy ra. Trước đó, việc quản lý toàn diện lưu vực sông đã được thực hiện và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã được kiểm soát. Mùa mưa ở Trung Quốc đại lục thường kéo dài phần lớn lượng mưa cả năm tập trung vào khoảng thời gian này. Ví dụ, ở Nhã An, Tứ Xuyên, lượng mưa chiếm khoảng 86% lượng mưa hàng năm. Vì vậy, nhiều thảm họa lở đất thường xảy ra trong khoảng thời gian này. Đáng ngạc nhiên, vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè năm nay, khi mùa lũ thường mới bắt đầu, ở Nhã An bất ngờ có một trận mưa xối xả và mưa đá, với lượng mưa lên tới 94,4mm trong một giờ. Mộ Hoài Vũ là một người dân ở làng Lữ Vương. Vào sáng sớm ngày thứ Hai, anh đột nhiên bị đánh thức khỏi giấc ngủ say bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Dậy đi, mọi người đã vội vã chạy đi. Anh đẩy cửa ra, liền thấy trong thôn đen kịt, khắp nơi đều là đuốc sáng trưng cùng tiếng người chạy, còn có tiếng kêu thảm thiết, lở đất tới. Mấy phút sau, Mộ Hoài Vũ cũng vội bỏ chạy, đám người cầm đuốc vừa chạy vừa than khóc. Cha mẹ anh, cùng với một vài ngôi nhà bằng gạch nung đã biến mất. Trong thảm họa đó, tổng cộng 18 người đã thiệt mạng ở làng Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu liền kề, thậm chí còn tồi tệ hơn, với hơn 100 người thiệt mạng và gần như toàn bộ ngôi làng bị nuốt chửng. Trận lở đất đã làm hư hại nghiêm trọng 17 ngôi làng và 4 nhà máy ở hai thị trấn, làm 169 người thiệt mạng, vùi lấp hơn 840 hectare đất màu, phá hủy khoảng 750 hectare đất canh tác, làm chết 421 con gia súc, phá hủy 88 công trình lớn nhỏ và phá hủy 361 ngôi nhà. Sau khi dòng mảnh vụn xảy ra, dự án kiểm soát dòng mảnh vụn Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu đã được triển khai. Phải mất vài năm nữa mới hoàn thành các dự án mương chắn, rãnh thoát nước, kè, nạo vét lòng sông. Trước đó, rừng từng rậm rạp đến mức cây to chỉ vài người ôm, thú rừng thỉnh thoảng xuất hiện, bắt đầu từ khi các nhóm khai thác gỗ đã vào núi và toàn bộ khu rừng bị đốn hạ và đẩy xuống sông Thanh Nghĩa. Vì vậy, việc khôi phục hệ sinh thái, quản lý nước và đất cũng rất quan trọng. Sau thời điểm đó, tỷ lệ che phủ rừng sẽ tăng lên 40% thông qua việc khoanh vùng núi và trồng rừng. Sau nhiều trận mưa bão và lở đất, Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu chưa từng xảy ra thảm họa nào như năm 1979. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Trong những ngày qua, tình hình lũ lụt tại Trung Quốc đang thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi. Tới ngày Chủ nhật, sau khi trải qua những ngày cao điểm của trận Đại Hồng Thủy, với mực nước có thời điểm vượt mốc đỉnh lũ năm 1998, phía Trung Quốc đã tuyên bố đập Tam Hiệp an toàn vượt qua đỉnh lũ. Tuy nhiên, trận lũ số 2 trên sông Trường Giang vẫn đang cuồn cuộn đổ về, báo hiệu một thách thức mới cho con đập lớn nhất hành tinh. Đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ, nghênh đón trận Hồng Thủy thứ 2. Trong những ngày qua, mưa lớn làm hình thành lũ số 2 trên sông Trường Giang, đồng thời làm gia tăng áp lực lên đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên sông này.
đoạn chảy qua tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 61.000 m3 trên giây, trong khi lượng nước xả ra là 33.000 m3 trên giây. Ước tính 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ. Theo tập đoàn Tam Hiệp, sáng cùng ngày, ba cửa xả lũ ở đập Tam Hiệp đã mở để xả bớt nước trong hồ chứa. Trong khi xả lũ, mực nước trong hồ chứa đạt 160,17m, cao hơn 15m so với mức giới hạn lũ. Trước đó, cơ quan chức năng thông báo đợt lũ thứ hai đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Dự kiến đợt lũ này sẽ suy giảm sau khi đạt đỉnh vào thứ Bảy. Tuy nhiên, một đợt lũ mới có thể sẽ đổ về đập Tam Hiệp vào thứ Ba tuần sau. Cùng ngày, báo động đỏ lũ lụt mức cao nhất trong hệ thống 4 bậc đã được đưa ra ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nơi có sông Dương Tử chảy qua. Theo chính quyền địa phương, mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Nam Kinh đạt 10,26m vào lúc 7 giờ 50 phút sáng thứ Bảy, vượt mức cảnh báo 1,56m. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày thứ Sáu đã chỉ đạo chính quyền địa phương và đảng viên chịu trách nhiệm ngăn ngừa thảm họa do lũ gây ra và thực hiện công tác cứu hộ. Đây là chỉ đạo phòng ngừa và kiểm soát thiên tai lần thứ ba từ ông Tập trong vòng chưa đầy 3 tuần. Ông Tập nhấn mạnh chính quyền địa phương và các đảng viên nên được huy động tham gia chống lũ và họ nên cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào năm nay, tổng cộng 433 con sông cũng như các hồ lớn như Động Đình, Bà Dương, Thái Hồ đã ghi nhận mực nước vượt mốc cảnh báo. Trong đó, 33 con sông có mực nước chạm mốc kỷ lục. Lượng mưa trung bình từ tháng 1 đến nay đã phá vỡ kỷ lục của năm 1961, thiệt hại kinh tế lên đến khoảng 60 tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc bác bỏ tin đồn vỡ đập Tam Hiệp. Từ phía tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành công trình thủy điện, họ khẳng định đập Tam Hiệp đã thành công vượt qua đỉnh lũ lớn nhất trong năm, duy trì vận hành ổn định và an toàn. 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ chứa, trong khi nhiều chỉ số khác của đập vẫn an toàn. Nhiều địa phương khác nằm trong lưu vực sông tiếp tục chịu ảnh hưởng của lũ lụt khi mực nước các sông hồ dâng cao. Công ty vận hành đập Tam Hiệp cũng bác bỏ tin đồn con đập trên sông Dương Tử vỡ hoặc biến dạng. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một nhà địa lý học cho rằng hồ chứa đập Tam Hiệp không có khả năng tác động đáng kể đến những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất. Theo đơn vị quản lý đập Tam Hiệp, ý kiến của nhà địa lý học trên đã bỏ qua thực tế. Nhiệm vụ phòng chống lũ của dự án Tam Hiệp tập trung chủ yếu ở khu vực thành Nam Kỳ. Với dung tích hồ chứa nước lũ ở mức 22 tỷ mét khối, khu vực này được thiết kế để ngăn các đợt lũ lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử cùng với đập Tam Hiệp, có vai trò quan trọng trong ngăn chặn tình trạng lũ vượt quá tầm kiểm soát. Nếu lũ lụt xảy ra do mưa lớn ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử, các thành phố xung quanh những khu vực này sẽ chủ yếu dựa vào các công trình thoát lũ của từng đô thị. Trong bối cảnh đó, đập Tam Hiệp vẫn có thể tham gia hỗ trợ bằng cách giữ nước để giảm thiểu sức ép cho những thành phố này. Hiện tại, khi mực nước hồ dâng cao sau nhiều đợt lũ lụt, các tổ máy thủy điện ở đập Tam Hiệp đang hoạt động hết công suất. Với công suất phát điện kết hợp với 22,5 nghìn kW, dự án đập Tam Hiệp của Trung Quốc là hệ thống điều tiết nước đa chức năng, bao gồm đập dài 2.309m và cao 185m, âu tàu 5 tầng và 34 tổ máy phát điện. Trung Quốc vá đê thủng gần hồ nước ngọt lớn nhất quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn tiếp tục nỗ lực vá những con đê bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt thời gian qua. Theo đó, Trung Quốc thông báo việc lỗ thủng dài 188m của đê Zhongzhou gần hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất quốc gia này, nằm tại tỉnh Giang Tây, tỉnh phía đông Trung Quốc hiện đã hoàn thành. Con đê này bị thủng sau khi mưa lớn liên tiếp đổ xuống. Việc vá đê bắt đầu diễn ra vào tuần trước, bắt đầu từ việc mở rộng và củng cố đường để máy xúc có thể đi qua. Tiếp đó, một lượng lớn đất và đá đã được đưa tới để vá lỗ thủng. Ở giai đoạn cuối, những tảng đá lớn được dùng để làm giảm tác động của dòng nước lũ. Mức nước ở 433 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức nguy hiểm từ đầu tháng này. Trong số này có 33 con sông dâng tới mức nước cao kỷ lục. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay nhiều di tích lịch sử bị phá hủy do lũ. Mặc dù đập Tam Hiệp vẫn an toàn sau lũ, đợt mưa lớn trong ngày thứ Bảy ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh khiến 21.500 cư dân phải sơ tán. Khoảng 23.000 hecta hoa màu bị thiệt hại,
và hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy. Những ngày mưa xối xả đã làm mực nước sông Trường Giang và Ngô Giang dâng cao. Mực nước của các con sông và suối ở phía đông Trùng Khánh dự kiến sẽ còn tăng thêm. Trong khi đó, 5 trạm thủy văn trong lưu vực sông Trường Giang vượt có mực nước cao nhất trong lịch sử. Đơn cử mực nước tại một trạm thủy văn dọc theo Ngô Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử, tăng từ 5,55m lên 225,03m, vượt mức báo động trong ngày thứ Bảy. Tại tỉnh An Huy, địa phương nằm ở hạ du sông Trường Giang, giới chức đã nâng ứng phó với lũ lên mức cao nhất trong tháng vào tối thứ Bảy. Hiện tại, cả dòng sông Trường Giang đoạn chảy qua An Huy và sông Hoài đều chứng kiến mực nước vượt mức báo động. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử chứng kiến những thiệt hại di tích nghiêm trọng nhất khi mực nước các hồ dâng cao, các cây cầu cổ, tường thành và các tòa nhà bị phá hủy. Theo Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia, hơn 500 di tích văn hóa không thể di chuyển đã bị thiệt hại do lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc. Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 500.000 đô la cho các công tác cứu hộ di tích. Như vậy, sau đợt đỉnh điểm lũ trên sông Trường Giang gây thiệt hại nặng nề, phía Trung Quốc hiện đang gấp rút sửa chữa lại hệ thống đê điều bị ảnh hưởng, bất chấp tuyên bố đập Tam Hiệp đặt an toàn vượt qua đỉnh lũ. Trước con lũ số 2 đang hình thành tại thượng nguồn sông Trường Giang, khả năng ứng phó của con đập lớn nhất thế giới này là một lần nữa được thử thách. Thưa quý vị, nhiều quốc gia quanh châu Á từ Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ và cả những quốc gia Tây Âu như là Anh, Đức và Bỉ đang đều phải hứng chịu những đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua. Nhiều nơi đã gây ra những cơn lũ lụt nghiêm trọng. Riêng Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ. Khi đón cơn siêu bão pháo hoa, bão số 3 chỉ vài ngày sau trận mưa lũ nghìn năm có một tại thành phố Trịnh Châu. Chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc hứng lũ kỷ lục và cảnh báo Việt Nam cũng có rủi ro hứng chịu mưa lũ cực đoan. Chuyên gia cảnh báo mưa lũ cực đoan không loại trừ Việt Nam. Nhiều quốc gia quanh châu Á từ Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ tới cả quốc gia Tây Âu như Anh, Đức và Bỉ đang đều phải hứng chịu những đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua. Nhiều nơi đã gây ra cơn lũ lụt nghiêm trọng. Riêng Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ khi đón cơn siêu bão số 3 chỉ vài ngày sau trận mưa lũ nghìn năm có một tại thành phố Trịnh Châu. Chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc hứng lũ kỷ lục và cảnh báo Việt Nam cũng có rủi ro hứng chịu mưa lũ cực đoan. Từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Hai, mưa lớn liên tục trút xuống Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, trở thành một trong những trận mưa lớn nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Chỉ trong vòng một tiếng, từ 16 giờ đến 17 giờ ngày thứ Hai, mực nước mưa đo được là 201,9mm, góp phần khiến tổng lượng mưa trong ngày của Trịnh Châu vượt 609mm. Con số này gần tương đương lượng mưa trung bình cả năm của Trịnh Châu là xấp xỉ 645mm. Trạm thời tiết Trịnh Châu gọi đây là trận mưa nghìn năm có một. Cơ quan tài nguyên nước của Hà Nam thậm chí còn tuyên bố mực nước mưa được ghi nhận tại một số trạm 5.000 năm mới có một. Hà Nam cho biết hơn 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Các nhà khoa học cho rằng trận mưa thảm khốc là kết quả của sự hội tụ 3 điều kiện khí tượng. Thứ nhất, hơi ẩm nhiệt đới đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc từ nhiều ngày trước. Thứ hai, bão số 4 đổ bộ vào thị trấn Dương Tiêm, phía tây Hồng Kông, sáng thứ hai với cường độ tương đối cấp 1. Điều kiện thứ ba là bão số 3 di chuyển về phía bắc Đài Loan. Tuy nhiên, giới chuyên gia còn chỉ ra mưa lũ cực đoan xảy ra là do tác động của biến đổi khí hậu. Các trận mưa lũ lớn tháng này cũng xảy ra ở Đức và Bỉ, cướp đi sinh mạng của tổng cộng hơn 200 người. Các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã dự đoán sự gia tăng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan khi khí hậu trái đất nóng lên do ảnh hưởng của sữa ấm lên toàn cầu. Nói một cách đơn giản, không khí ấm hơn có thể giữ và vận chuyển nhiều nước hơn vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang hiện hữu chứ không còn là chuyện của tương lai. Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc là biểu hiện của thời tiết khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu.
Brad Eiler, Giám đốc Trung tâm Năng lượng Nước Bền Vững, kiêm Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Seaston ở Mỹ, nói với VN Express, tất cả các quốc gia, kể cả Việt Nam, đều có nguy cơ hứng chịu lượng mưa cực đoan như Trung Quốc. Vào những tháng mùa thu năm 2022, bờ biển miền Trung của Việt Nam đã bị tàn phá bởi gió mùa dữ dội gây ra lũ lụt kỷ lục. Đợt mưa bão dữ dội đó có thể là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tương tự như những gì chúng ta đã thấy ở Trung Quốc vài ngày trước, Eiler nói thêm. Matt Mueller, giáo sư về khoa học khí quyển tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, cũng đã cảnh báo trên khắp các vùng nhiệt đới, lượng mưa và lũ lụt cực đoan đang gia tăng và có nguy cơ còn tăng hơn nữa khi hành tinh nóng lên, không khí dư âm nhiều hơn. Vì vậy, ở những vùng vốn dễ có mưa như Việt Nam, nơi chịu ảnh hưởng của đới hội tụ liên trí tuyến, vùng có áp suất thấp và chuyển động không khí tăng lên trong khí quyển, chúng ta có thể chứng kiến nhiều trận lũ lụt cực đoan xảy ra hơn, ông nói. Những cơn bão dữ dội rõ ràng sẽ là một phần trong tương lai của chúng ta và sẽ không biến mất. Vì vậy, các chính phủ, thành phố và vùng nông thôn cần phải có biện pháp thích ứng với các điều kiện mới, Eiler bình luận. Ông chỉ ra rằng một số đập ở Trung Quốc bị vỡ do mưa dữ dội. Ông cho rằng cần gia cố đập để chống chọi tác động của biến đổi khí hậu bằng cách xây tường cao hơn và chắc chắn hơn, hoặc chúng phải được rút nước hay dỡ bỏ hoàn toàn khi có bão. Nếu không, việc xả nước đột ngột từ một con đập để ngăn nó bị vỡ trong một cơn bão dữ dội sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở hạ lưu. Các chuyên gia nêu những biện pháp chống chọi mưa lũ như áp đặt các quy chuẩn xây dựng, đòi hỏi cấu trúc bền hơn, có khả năng chịu nước hơn và nâng cao các bờ sông, cải thiện hệ thống thoát nước. Eiler nhấn mạnh rằng hệ thống cảnh báo sớm là yếu tố quan trọng cần phải được cải thiện, ông Mueller cho biết. Hãy nhìn vào điều đã xảy ra ở Hà Nam, Trung Quốc, hệ thống cảnh báo sớm có thể đã ngăn hành khách đi tàu điện ngầm và cứu nhiều mạng sống. Hôm thứ Hai, hàng trăm người đã mắc kẹt trong tàu điện ngầm ngập nước ở Trịnh Châu. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt nóc tàu để giải cứu những người mắc kẹt bên trong khi nước lũ dâng cao dần. Tuy nhiên, 12 người đã thiệt mạng. Các địa phương phải đánh giá tần suất xảy ra sự kiện lũ lụt vốn được coi là 100 năm, 500 năm hay 1.000 năm mới có xảy ra một lần và điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Trận lũ lụt ở Hà Nam được mô tả là sự kiện 5.000 năm mới có một lần. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ chứng kiến một trận mưa lũ khác với cường độ mạnh như vậy xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong đời mình, Eiler bình luận. Giáo sư Men cho rằng cần phải xử lý tận gốc vấn đề. Ông nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng giải pháp thực sự duy nhất là hành động toàn cầu về khí hậu. Việt Nam nên làm hết sức để kêu gọi các nước gây ô nhiễm lớn như Trung Quốc và Mỹ giảm lượng khí thải carbon. Trong một video mới xuất hiện gần đây được ghi nhận lại, cho thấy con đê dọc Hồ Bà Dương, một hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đã bị vỡ một đoạn, khiến nước tràn vào khu dân cư cạnh đó. Sự việc xảy ra sau khi mực nước ở Hồ Bà Dương vượt mốc kỷ lục trong đợt Đại Hồng Thủy năm 1998. Tiếp tục vỡ đê Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt. Trong khi đập Tam Hiệp được kỳ vọng là sẽ thành công trong việc kiểm soát lũ năm nay, thì tình hình lũ ở Hồ Bà Dương, hạ lưu sông Trường Giang hay sông Dương Tử ngày càng tồi tệ. Mực nước ở Hồ Bà Dương đã vượt quá mốc 22,52m, từng được ghi nhận vào năm 1998. Nhiều tuần mưa lớn liên tục đã khiến mực nước dâng cao đáng lo ngại trên khắp các con sông và hồ ở Giang Tây. Trong khi đó, Tân Hoa xã cũng chỉ ra một loạt thiếu sót trong việc quản lý, củng cố đê điều ở Giang Tây. Đặc biệt là ở huyện Bà Dương, nơi 14 con đê bị vỡ. Vào ngày thứ Tư, Đài Khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt lũ mới sẽ tấn công các con đê ở Giang Tây. Chính quyền địa phương và người dân đang gấp rút gia cố đê điều và vá những con đê vỡ. Theo Taiwan News đưa tin, việc Hồ Bà Dương xảy ra vỡ đê là bằng chứng cho thấy đập Tam Hiệp đã thất bại trong vai trò điều tiết lũ tại sông Trường Giang. Trước đó, vào ngày thứ Năm tuần trước, hình ảnh vệ tinh xuất hiện cho thấy dường như đập Tam Hiệp đã phải mở toàn bộ cổng xả lũ, mặc dù mực nước trong hồ chứa của đập chưa đạt ngưỡng tối đa 175m. Hãng Tân Hoa xã dẫn thông tin, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã phải điều thêm 1.000 lính cứu hỏa, cảnh sát từ các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Hồ Bắc và Hồ Nam về ứng cứu tình trạng nguy hiểm ở Hồ Bà Dương, Giang Tây. Vào đêm ngày thứ Hai, người dân và chính quyền Bà Dương cũng vừa vá thành công con đê chắn nước sông Trường Giang bị vỡ hôm thứ Tư tuần vừa qua.
nước lũ đã tràn vào 6 ngôi làng, khiến gần 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Việc vá đê hoàn thành sau 83 giờ làm việc liên tục. Hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, nằm trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, nằm giữa thành phố Nghi Sương của tỉnh Hồ Bắc và Bồi Lăng của tỉnh Trùng Khánh, nơi có địa hình tương đối hiểm trở và lượng mưa dồi dào. Khi Trung Quốc đang chống chọi với mưa lũ nghiêm trọng nhất hơn 3 thập kỷ qua, thì vai trò kiểm soát dòng chảy của đập Tam Hiệp lại gây nhiều tranh cãi. Theo thông tin từ hãng Reuters, đập Tam Hiệp được thiết kế nhằm thuần hóa dòng Trường Giang trong bối cảnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu một trong những đợt mưa lũ lớn nhất lịch sử. Chính quyền Trung Quốc luôn khẳng định nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới ở Tam Hiệp đã điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại kinh tế, hạn chế số người chết và sơ tán khẩn cấp do lũ lụt. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng mực nước sông Trường Giang cũng như các hồ lớn nhận nước từ dòng sông này dâng cao ở mức lịch sử đã chứng minh đập Tam Hiệp không đáp ứng được mục tiêu cắt lũ như thiết kế. Nhà địa lý học Đại học Alabama chuyên nghiên cứu về lũ lụt Trung Quốc David Salman cho biết, một trong những lý do chính mà đập Tam Hiệp được xây dựng là kiểm soát lũ, nhưng chưa đầy 20 năm sau khi nó hoàn thành, chúng ta lại chứng kiến mực nước lũ lên cao nhất trong lịch sử. Ông nhận định, thực tế là Tam Hiệp không thể ngăn chặn những trận mưa lũ nghiêm trọng như vậy. Trong cuộc họp báo hôm ngày thứ Hai, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho rằng kế hoạch chi tiết về xả nước trong hồ chứa, đặc biệt là Tam Hiệp, đã tỏ ra hiệu quả trong việc kiểm soát lũ năm nay. Ông cho biết 64,7 tỷ mét khối nước lũ đã được trữ lại trong 2.297 hồ chứa, bao gồm 2,9 tỷ mét khối tại Tam Hiệp. Công ty vận hành dự án Tam Hiệp hôm thứ Bảy vừa qua cho biết, việc xả lũ xuống hạ lưu đã giảm một nửa kể từ ngày thứ Hai tuần trước, giúp giảm tốc độ và mức nước sông dâng cao ở vùng Trung và hạ lưu sông Trường Giang một cách hiệu quả. Tổng lượng nước lũ được tích trữ đạt 88% tổng dung tích các hồ chứa. Tuy nhiên, những phần khác của sông Trường Giang, các sông nhánh vào hồ điều hòa lớn của nó như Động Đình ở Hồ Nam và Bà Dương ở Giang Tây đều đạt mức cao kỷ lục. Nhà địa chất Trung Quốc Phan Xiao từ lâu luôn phê phán các dự án xây đập khổng lồ, cho biết khả năng lưu trữ nước tại Tam Hiệp chưa tới 90% lượng nước lũ trung bình. Ông cho rằng nó chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ lụt ở thượng nguồn, nhưng không thể ngăn chặn lũ gây ra bởi mưa lớn ở vùng Trung và hạ lưu sông Trường Giang. Ông cũng nhấn mạnh Tam Hiệp và các dự án đập thủy điện lớn khác thậm chí có thể khiến lũ tồi tệ hơn do thay đổi dòng chảy trầm tích dưới lòng sông Trường Giang. Việc xây đập để phát điện cũng hạn chế chức năng kiểm soát lũ của dự án. Khi nào mưa và áp lực lũ tại Trung Quốc được giải tỏa? Vâng thưa quý vị, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng và kéo dài thì các chuyên gia dự báo thời tiết quốc gia đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về đợt mưa lũ năm 2023, bao gồm nguyên nhân tại sao nước này liên tục hứng chịu mưa lũ, vành đai mưa sẽ di chuyển đến đâu và liệu rằng áp lực kiểm soát lũ sẽ được giải tỏa hay không. Theo đó, từ đầu tháng đến hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về mưa lũ trong 40 ngày liên tiếp, khoảng thời gian dài nhất kể từ khi hệ thống cảnh báo được đưa ra vào năm 2007. Dữ liệu từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho thấy, từ đầu mùa lũ vào tháng 3 đến ngày thứ 6 vừa qua, có tổng cộng 15 sự cố mưa lớn xảy ra ở các khu vực phía Nam. Trong tháng qua, vành đai mờ chính tập trung ở các khu vực bao gồm các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc, An Huy và Chiết Giang. Lượng mưa tích lũy từ ngày đầu tháng đến nay được ghi nhận bởi 85 trạm khí tượng ở hầu hết các tỉnh phía Đông và Tây Nam, đã vượt quá một nửa số lượng hàng năm của những tỉnh này. Mưa lớn đã gây áp lực lên kiểm soát lũ ở lưu vực sông Trường Giang, nơi có đập Tam Hiệp. Từ ngày đầu tháng đến nay, lượng mưa trung bình trong lưu vực đạt 369,9mm, cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 1961 và cao hơn 54,8mm so với cùng kỳ năm 1998. Khi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra dọc theo sông, ảnh hưởng đến hàng triệu người, tờ China Daily dẫn lời ông Zhang Jingqing, chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, so với năm 1998, mùa mưa năm nay kéo dài hơn và ảnh hưởng đến một phạm vi rộng hơn.
Ma Shunquan, trưởng nhóm dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, những cơn mưa liên tục phần lớn là kết quả của sự lưu thông khí quyển thường xuyên hơn và mạnh hơn. Ông nói rằng vùng cao cận nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc. Lượng khí từ phía Tây Nam vận chuyển một lượng hơi nước khổng lồ từ vịnh Bengal qua phía Tây Bắc của hệ thống gây ra các cơn bão. Kể từ tháng trước, vùng cao cận nhiệt đới đã mạnh hơn so với những năm trước là kết quả tình trạng nóng lên bất thường của Bắc Ấn Độ Dương. Trong khi đó, không khí lạnh ở phía Bắc tương đối thường xuyên gặp không khí ấm áp ở phía Nam dẫn đến mưa lớn thường xuyên và liên tục. Bên cạnh đó, sự xuất hiện sớm hơn 7 ngày so với những năm trước của mùa mưa mận thường bắt đầu vào đầu mùa hè. Khi mận chín dọc lưu vực sông Trường Giang cũng dẫn đến lượng mưa quá mức bất thường. Chuyên gia Ma Shunquan cũng cảnh báo rằng tác động của lượng mưa làm tăng thêm các trận mưa từ 4 ngày trước đó tại các khu vực đó và người dân địa phương cần phải tự chuẩn bị cho các thảm họa địa chất. Hoàng Lây, nhà nghiên cứu về thích ứng biến đổi khí hậu của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, mặc dù hiện tại không phù hợp để gán một sự kiện thời tiết hoặc khí hậu trực tiếp cho sự nóng lên toàn cầu, nhưng sự xuất hiện của các sự kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt thực sự đang gia tăng. Kể từ năm 1951, nhiệt độ trung bình và cực đoan của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, kèm theo những sự cố nghiêm trọng và thường xuyên hơn của thời tiết và khí hậu khắc nghiệt xảy ra trong thời gian dài hơn. Dự đoán mô hình khí hậu từ trung tâm cho thấy rằng nếu phát thải khí nhà kính không được kiểm soát, tần suất, cường độ và thời gian của một số sự kiện cực đoan trên toàn thế giới sẽ tăng mạnh. Vào cuối thế kỷ 21, sự xuất hiện của sóng nhiệt độ cao trên đất liền sẽ gấp 5-10 lần tần số hiện tại, kèm theo lượng mưa cực lớn ở hầu hết các nơi trên thế giới. Trung tâm cho biết cần khẩn trương tăng cường hơn nữa khả năng của Trung Quốc trong giám sát, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro đối với thảm họa, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong các ngành và khu vực trọng điểm. Cơ chế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai để ứng phó với thảm họa do thời tiết khắc nghiệt và ưu tiên như vậy khả năng đối mặt với biến đổi khí hậu. Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, trong giai đoạn từ 4 ngày qua, Nam Kinh tiếp tục hứng chịu mưa bão lớn, khiến mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Lực lượng dân phòng, cứu hỏa và người dân thành phố đang khẩn trương gia cố đê ngăn lũ, chịu ảnh hưởng của nước sông Trường Giang. Mực nước các con sông và hồ chứa ở tỉnh Giang Tô cũng liên tục dâng cao những ngày gần đây. Nước sông Thủy Dương dự kiến đạt mức hơn 12,8m. Hồ Thạch Cữu, hồ nước ngọt lớn ở hạ lưu Trường Giang cũng có mực nước lên tới 12,4m. Mực nước ở toàn bộ 433 con sông ở Trung Quốc đều đạt mức báo động từ đầu tháng, trong đó 33 con sông dâng cao kỷ lục. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết, nước sông dâng cao kết hợp với giải mây Mai Vũ gây mưa liên tục, khiến Trung Quốc đang bước vào thời kỳ chống lũ quyết định. Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tới 37,89 triệu người ở 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố Trung Quốc, khiến 141 người chết hoặc mất tích, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Hai nâng mức cảnh báo lũ lên cấp 2, mực nước tại hồ chứa ở 10 đập thủy điện dọc Trường Giang đã đạt mức giới hạn. Kính thưa quý vị và các bạn, hàng chục nghìn người đã chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng. Tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, mưa lớn kéo dài đã khiến các đoạn hạ lưu của sông Phần chạm đến đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm. Vỡ đê sông Phần xảy ra khoảng 17 giờ chiều thứ Tư, đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương, với chiều dài đoạn vỡ lên đến 20 mét. Hơn 1.800 cư dân gần khu vực vỡ đê đã được sơ tán an toàn. Trong khi đó, hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 30 người được huy động để vá đê bằng đá và gạch. Nhưng đến 9 giờ sáng thứ Năm, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian mưa lớn kéo dài. Ngày hôm qua, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Tỉnh này cũng đã sơ tán hơn 20.000 người dân sau khi mưa lớn xảy ra trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Mưa lớn kéo dài ở Sơn Tây trong một tuần qua và dự báo còn tiếp tục trong ngày mai với lượng mưa ở nhiều nơi tăng cao hơn 100mm, thậm chí lên đến 200mm, mức cao lịch sử được ghi nhận.
mưa lớn gây ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, Cục Khí tượng tỉnh này dự báo sẽ có những trận mưa như chút nước vào 2 ngày tới. Chính quyền tỉnh đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt cũng như kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt lên phương án giám sát 24/24 giờ. Tương tự, tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vào 11 giờ sáng thứ Tư, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên tới 8.360 m3 trên giây và lượng nước chảy ra ở mức 7.990 m3 trên giây. Trong những ngày qua, nhiều quốc gia tại châu Á từ Trung Quốc, Philippines, Myanmar tới Ấn Độ đều đã phải hứng chịu cơn hoành hành của một trong những hiện thân tàn khốc nhất của sự thay đổi khí hậu, đó là những trận mưa lũ nghiêm trọng. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa phải hứng chịu cơn lũ được mệnh danh là nghìn năm có một, khiến hàng chục người thiệt mạng. Không những vậy, khi mà công tác cứu hộ còn chưa được hoàn tất, thì một cơn siêu bão mang tên Pháo Hoa lại lập tức đổ bộ vào đất nước này. Những cơn mưa xối xả kèm theo nước lũ cũng đã nhiều ngày đổ xuống quốc đảo Philippines vào quốc gia Ấn Độ, khiến hàng vạn người dân hai nước phải sơ tán và hàng trăm người tử vong. Ngoài ra, không chỉ châu Á mà cả những quốc gia Tây Âu như Anh, Đức hay Bỉ cũng đang trong hoàn cảnh này. Trong bối cảnh mà cả thế giới vẫn đang vật lộn chiến đấu với cơn đại dịch toàn cầu COVID-19, thì những trận lũ này làm nhiều người không khỏi lo sợ về một ngày tận thế đang cận kề. Lũ lụt ở Trung Quốc, kỷ nguyên đen tối của kỹ thuật số sau thảm họa tàn phá Internet và điện. Vừa qua, trận lũ lụt lịch sử ngàn năm có một đã diễn ra tại Hà Nam, Trung Quốc, gây ra nhiều thiệt hại, ước tính lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, ít ngày, thủ đô của xứ sở sương mù cũng chứng kiến một trận mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở nhiều nơi. Một số bệnh viện và ga tàu điện ngầm thậm chí phải tạm thời đóng cửa vì hệ thống điện gặp trục trặc do mưa lũ. Hàng triệu người ở Trịnh Châu vừa phát hiện ra rằng họ đã trở nên phụ thuộc vào Internet như thế nào sau khi lũ lụt lớn giết chết dịch vụ cũng như điện trên khắp thành phố. Lũ lụt ở thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã giết chết 69 người và buộc hàng trăm nghìn người phải di rời. Khi lũ lụt giảm xuống, hàng triệu người ở Trịnh Châu đã phải vật lộn với các phương tiện liên lạc cơ bản, vận chuyển, mua thực phẩm và thậm chí là giữ mạng sống cho người dân. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã biến nhiều trung tâm đô thị của mình thành những thành phố thông minh, quy mô đầy đủ và số hóa đã thấm sâu vào mọi phần của cuộc sống. Đại đa số mọi người sử dụng điện thoại thông minh của họ để mua hàng, đi taxi, đặt lịch hẹn bệnh viện, đi lại trên tàu điện ngầm và thanh toán cho các tiện ích của họ. Khi Trịnh Châu mất điện và Internet, công chúng bỗng thấy mình bị rơi vào kỷ nguyên đen tối kỹ thuật số. Đối với một số người, đó là một sự bất tiện, nhưng đối với những người khác, nó trở thành vấn đề sinh tử. Một bác sĩ, người mong muốn được xác định tên họ Wang, làm việc tại bệnh viện liên kết của Đại học Trịnh Châu cho biết, khi mất điện, thiết bị hỗ trợ sự sống của ECU cũng vậy. Bệnh viện đã phải nhanh chóng chuyển nguồn cấp cứu những bệnh nhân nặng nhất. Bệnh viện đã phải di rời hơn 10.000 bệnh nhân đến bệnh viện huyện mới hơn, nơi có điện dễ đoàn hơn. Thang máy trong tòa nhà bệnh viện đã ngừng hoạt động và Wang cùng với các tình nguyện viên và nhân viên cứu hỏa mang các giường ECU với các bệnh nhân vẫn nằm trong đó xuống các phương tiện vận chuyển 20 tầng. Ông nói những bệnh nhân đó không thể ra khỏi giường. Chúng tôi đã phải mang theo mọi thứ. Trên khắp thành phố, một phụ nữ tên Queen Gwen thấy mình bị cắt điện và Internet, không có băng thông rộng, đột nhiên không thể gọi hoặc nhắn tin cho bạn bè và gia đình của cô ấy để nói với họ rằng cô ấy đã an toàn. Cô lang thang trong thành phố, tìm một nơi trên con phố có tín hiệu lẻ tẻ và thực hiện một vài cuộc gọi. Sau đó, khi điện thoại của cô bị chết, cô không thể tìm thấy ổ cắm hoạt động. Trong một khoảnh khắc kết nối Internet ngắn ngủi vào chiều hôm qua, một người bạn đã hỏi Queen Gwen trên WeChat, trời vẫn mưa phải không? Đừng đi lung tung, căn hộ của bạn có bị ngập nước không? Cô cố gắng trả lời, tôi chỉ không có tín hiệu điện thoại di động và điện, không có lũ lụt. Dấu chấm than màu đỏ xuất hiện bên cạnh tin nhắn, cho biết tin nhắn chưa được chuyển.
Dần dần, Queen Gwen phát hiện ra sự bất tiện đang ngấm vào mọi ngóc ngách cuộc sống của cô trong một câu chuyện có thể trở nên hài hước trong nhận thức muộn màng. Queen Gwen đi làm vào buổi sáng thứ hai sau trận lụt. Khi đến văn phòng, cô được biết công ty đã đóng cửa do thời tiết quá khắc nghiệt, nhưng không có Internet, cô không nhận được tin nhắn. Khi đến siêu thị, cô không thể thanh toán bằng điện thoại và không có tiền mặt. Thông thường, việc người dân thành thị trung bình của Trung Quốc mang theo thẻ tín dụng hoặc tiền mặt là không phổ biến. Cô nói không có Internet, điện thoại của tôi đã biến thành một cục gạch phát sáng. Trên khắp thành phố, những người khác xếp hàng tại các cửa hàng tạp hóa và mở tab để lại số điện thoại và hứa rằng họ sẽ quay lại để giải quyết nợ. Giao thông vận tải cũng giảm. Tencent News báo cáo rằng các ứng dụng gọi xe đã tạm dừng các dịch vụ ở Trịnh Châu do lo ngại về an toàn. Một số ít taxi vẫn chạy trên đường phố, yêu cầu mọi người trả trước bằng tiền mặt. Khi tôi sử dụng hết điện, tôi thậm chí không biết mình có thể sạc lại ở đâu, một tài xế cho biết. Theo báo cáo, Trịnh Châu đã chuyển hơn 80% số xe taxi sang động cơ điện. Yao Kelu, giám đốc một công ty kế toán ở Trịnh Châu cho biết, sau khi mua thức ăn và nước uống theo hình thức tín dụng, anh leo lên tầng 19 thì phát hiện căn hộ của mình vẫn không có điện và nước. Trong vài ngày tiếp theo, anh trở thành kẻ lang thang trong thành phố của chính mình, tìm những nơi ngẫu nhiên có điện hoặc Internet. Đôi khi Yao đến một quán trà mà bạn anh làm chủ và đôi khi ở sảnh khách sạn với Internet, nước và điện ngắt quãng. Tôi lái xe đi lòng vòng chỉ để kiểm tra xem có chỗ nào tôi có thể nạp tiền điện thoại hay khách sạn nào chưa đầy không. Sau lũ lụt, chính phủ đã cử người làm việc cả ngày lẫn đêm để khôi phục lại nguồn điện và mạng Internet. Chính phủ cho biết, vào cuối tuần, khoảng 90% Trịnh Châu đã trực tuyến trở lại. Internet và điện của Queen Gwen đã hoạt động trở lại vào tối muộn ngày Chủ nhật. Cô cảm thấy biết ơn vì mọi người đã làm việc muộn như vậy để khôi phục lại những tiện nghi hiện đại cho cô. Những người khác cảm thấy đây là một lời cảnh tỉnh để chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở Trịnh Châu, tôi đã thêm ngân hàng điện di động vào danh sách sống sót của mình, một người viết trên Weibo. Họ đưa vào danh sách 20 nhu yếu phẩm sinh tồn khác, bao gồm thực phẩm đóng hộp, bộ sơ cứu, bộ đàm, tiền mặt và thậm chí cả gạch bảng. Tiếp đó, mới đây, nhiều người chết ngạt khi hàng trăm ô tô chìm dưới đường hầm. Một đường hầm đông xe cộ qua lại ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị ngập trong nước chỉ sau 5 phút trong trận mưa lũ lịch sử, khiến hàng trăm xe ô tô bị mắc kẹt. Nhiều người được cho là đã thiệt mạng trong sự cố này. Cơ quan chức năng chưa công bố chính thức số liệu thương vong cuối cùng, nhưng trên mạng xã hội nhiều người đã đăng tải thông tin tìm kiếm người nhà, thân nhân, số được cho là bị mắc kẹt trong hầm. Truyền thông địa phương đưa tin, đường hầm Trinh Quang ở Trịnh Châu đã ngập trong nước chỉ sau 5 phút trong trận mưa lớn, khiến hàng trăm xe ô tô bị mắc kẹt ở bên trong. Một công nhân làm việc tại một công ty cứu hộ khẩn cấp tại hiện trường cho biết, chiến dịch giải cứu mở thông đường hầm đã được triển khai trong 2 ngày qua. Nhiều đoạn trong đường hầm vẫn bị ngập nặng sâu đến 2 mét. Nhiều phương tiện đã được kéo ra khỏi khu vực ngập nước, nhưng còn nhiều ô tô bị ngập ở đoạn sâu nhất trong đường hầm, phải mất ít nhất 1 ngày nữa mới bơm hết được lượng nước ra ngoài. Đường hầm Trinh Quang dài khoảng 2 km chạy qua khu trung tâm thành phố Trịnh Châu đông dân cư. Đây là địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường và nạn kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trong mùa mưa. Trận mưa lũ nghìn năm có một vừa qua gây ra hậu quả nặng nề cho tỉnh Hà Nam. Hơn 7,5 triệu người đã bị ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên này, với hơn 585.000 người buộc phải sơ tán, rời bỏ nhà cửa. Theo thông báo chính thức của chính quyền, đã có 56 người thiệt mạng và 5 người còn mất tích ở Hà Nam trong trận lụt này. Nhiều vùng ở Trịnh Châu rơi vào tình cảnh bị cắt điện, nước sinh hoạt. Thiên tai bùng phát cùng lúc tại 3 châu lục, tin rất xấu cho Trung Quốc. Kỷ lục hủy diệt ở Canada. Không chỉ có lũ lụt ở Trung Quốc, các quốc gia khác trên thế giới cũng đang phải hứng chịu những thảm họa tự nhiên khắc nghiệt. Điều đáng nói là chúng đến gần như cùng lúc, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, minh chứng cho nhân loại thấy rằng con người dễ bị tổn thương như thế nào trước các thảm họa tự nhiên. Sau đây là bức tranh toàn cảnh về việc con người đang phải khốn khổ như thế nào trước thiên tai, điều mà các nhà khoa học đã dự báo, đã tiên liệu, đã nói mòn mỏi không biết bao nhiêu lần. Nếu như miền Tây nước Mỹ đang phải hứng chịu nạn cháy rừng xảy ra theo mùa, thì những thảm họa ở những nơi khác lại đến hoàn toàn bất ngờ và chúng đến gần như cùng một lúc. Tây Âu, Trung Quốc đang bị lũ lụt chết người nhấn chìm.
hơn 100 người đã thiệt mạng tại các khu vực nhiều rừng ở Canada, Mỹ và Nga đều đang chìm trong biển lửa do nắng nóng cực mạnh. Lũ lụt chết người ở Trung Quốc. Ít nhất 25 người đã chết ở tỉnh Hà Nam miền Trung bị lũ lụt của Trung Quốc sau trận mưa xối xả từ cuối tuần trước, Reuters đưa tin hôm thứ Tư. Lũ lụt ở Hà Nam tồi tệ tới mức một tàu điện ngập nước đã khiến rất nhiều người bị mắc kẹt khổ sở, 12 người trong số đó đã thiệt mạng. Trước đó, Cục Khí tượng thành phố Trịnh Châu cho biết những trận mưa như chút đã phá vỡ kỷ lục lịch sử 63 năm kể từ khi Cục thành lập vào năm 1951. Lượng mưa mà thành phố trong 3 ngày tương đương với tổng lượng mưa của thành phố trong cả năm 2023. Đây thực sự là tin rất xấu đối với Trung Quốc khi hậu quả của lũ lụt chưa được khắc phục triệt để. Tây Âu ngập lụt, nắng nóng. Cùng lúc đó, nước Bỉ và Áo đang đối phó với hậu quả của trận lụt kinh hoàng, làm sập nhà và biến đường thành sông ở nhiều nơi. Số người chết tính đến ngày thứ 7 vừa qua là hơn 200 người. Sau trận lụt nghiêm trọng được công nhận là thảm khốc hơn bất kỳ trận lụt nào xảy ra trong nhiều thập kỷ tại Tây Âu. Trái ngược lại, Vương quốc Anh và Ireland đang phải trải qua những đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt. Riêng tại Vương quốc Anh, Met Office đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cực cao lần đầu tiên trong lịch sử của nước này. Tiến sĩ Charles Thurman, một nhà thủy văn học tại Đại học Bergen của Anh cho biết, trong tương lai, tình trạng ngập lụt diễn ra vào mùa hè sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở cả thành phố, thị trấn và làng quê. Các biện pháp đang được chú ý thực hiện hiện nay bao gồm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay cải tạo các công trình công cộng như hệ thống thoát nước là không đủ để phòng chống tình trạng thời tiết xấu sẽ diễn ra trong tương lai. Chuyên gia cảnh báo thiếu hụt không gian xanh và thảm thực vật là nguyên nhân gia tăng các vấn đề liên quan tới thời tiết ở nhiều thành phố trong thời gian gần đây. Anh Adam Willow, giám đốc điều hành của Avia General Insurance, thật khó để có thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực mà nó sẽ tác động lên cuộc sống của chúng ta. Quy định về vị trí và cách xây dựng các tòa nhà cần được cải thiện để tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết xấu. Xem xét sử dụng các vật liệu có khả năng chống chịu và các giải pháp tự nhiên để đối phó với biến đổi khí hậu. Lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo chuyên gia Hồng Kông, lũ lụt ở Đức, Trung Quốc liên quan đến biến đổi khí hậu. Các nước trên thế giới cần phải lường trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa gây ra do biến đổi khí hậu. Đó là cảnh báo của giáo sư Johnny Chan, chuyên gia về khoa học khí quyển tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc. Chuyên gia Johnny Chan nhận định lũ lụt ở Đức và ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có mối liên hệ với tình trạng ấm lên toàn cầu. Hàng chục người đã thiệt mạng khi mưa lũ làm ngập một đường hầm đông xe cộ ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào đầu tuần. Nước ngập dâng trong hầm chỉ vài phút khiến cho nhiều người không kịp chạy thoát. Chỉ trước đó ít ngày, lũ lụt lịch sử ở Đức đã khiến ít nhất 180 người chết. Theo giáo sư Johnny Chan, các biện pháp giảm thiểu thiên tai mà các nước đang thực hiện như nạo vét sông, thu gom nước mưa và xây dựng đê bao chống lũ lụt đã không thể thích ứng với những thay đổi bất thường của khí hậu. Theo ông, lũ lụt ở Trung Quốc và ở Tây Bắc châu Âu đã áp đảo hoàn toàn các hệ thống đê bao chống lũ lụt hiện nay. Ông Johnny Chan nói, những gì cần làm hiện nay là hãy xem xét sự gia tăng tần suất mưa lũ hoặc sự gia tăng của lượng mưa. Sau đó, khi bạn lên kế hoạch, không nên thiết kế dựa trên những gì đã trải qua, mà về cơ bản phải dự báo trước được điều gì sẽ xảy đến. Chính phủ các nước cần đảm bảo rằng các thành phố có thể thích ứng với những loại thay đổi khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Sau đợt mưa lũ nghiêm trọng thì Trung Quốc lại hứng chịu cơn bão thứ 3 có tên quốc tế là Mugge. Bão số 3 tiếp tục gây ảnh hưởng tới thành phố Thượng Hải và gây mưa lớn tại các tỉnh như là Chiết Giang và Phúc Kiến. Và trước tình hình này thì dư luận tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới. Kênh Tin Mới xin tiếp tục gửi đến quý vị khán giả bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc với các tin tức mới nhất cập nhật từ báo chí Trung Quốc và thế giới cùng các bình luận, nhận định của các chuyên gia và học giả quốc tế. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trung Quốc đón bão số 3 sau mưa lũ nghiêm trọng. Ảnh vệ tinh NASA tiết lộ choáng ngợp về độ lớn của bão số 3. Lũ lụt ở Trung Quốc và dịch COVID-19 tái bùng phát có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế của nước này. Bài học chống lũ ở Tam Hiệp dành cho Việt Nam. Thưa quý vị, bão Mugge, bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc vào sáng thứ Ba, gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực phía đông của Trung Quốc. Theo trang The Weather,
Bão số 3 đổ bộ vào đất liền Trung Quốc vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng thứ Ba theo giờ địa phương tại khu vực ven biển tỉnh Chiết Giang. Với sức gió lên đến 130 km/h, giật 180 km/h. Bão số 3 hình thành vào ngày thứ Bảy tuần trước và tiếp tục mạnh dần khi hướng đến Okinawa, Nhật Bản. Đến ngày Chủ nhật, cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo bão số 3 hướng về nước này, đồng thời dự báo bão sẽ gây gió mạnh và mưa lớn. Chính quyền địa phương tại các khu vực dự báo bị ảnh hưởng được chỉ đạo sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Bão số 3 tiếp tục mạnh lên vào thứ Hai tuần này và đi qua phía Bắc Đài Loan. Tờ China Daily dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn tại các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến từ trưa ngày thứ Ba, với một số nơi có thể có lượng mưa lên đến 200mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, kịp thời di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm và kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo đài Fox News, các thành phố Ôn Châu, Thái Châu tại Chiết Giang đã dừng hoạt động phà và một số tuyến xe lửa. Tại Phúc Kiến, ngư dân ven biển được sơ tán, trong khi các điểm du lịch đóng cửa và các công trường xây dựng tạm ngừng hoạt động. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão số 3 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc trước khi trở về biển và hướng về phía bán đảo Triều Tiên. Bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc, trong khi một số khu vực ở miền Đông và miền Nam nước này vẫn đang chiến đấu với lũ lụt tồi tệ trong nhiều thập kỷ. Nhiều nơi vẫn trong tình trạng báo động cao sau 2 tháng mưa lớn, đã làm ngập các thành phố dọc theo sông Trường Giang và sông Hoài Hà. Đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới dọc theo sông Trường Giang, đã chịu áp lực lớn trong 3 trận lụt tồi tệ trong 2 tháng qua. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc ít hứng bão hơn trong năm nay, trong khi lũ lụt lại diễn ra nghiêm trọng hơn do mưa lớn kéo dài. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, mưa lũ ở 24 khu vực cấp tỉnh của nước này từ đầu tháng này khiến hơn 28 triệu người bị ảnh hưởng. Mưa lũ đã khiến ít nhất 158 người thiệt mạng, 16 ngôi nhà bị thiệt hại và dẫn tới tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 64,39 tỷ nhân dân tệ. Vệ tinh Xiaomi MPP của NASA đã cung cấp cho các nhà dự báo hình ảnh choáng ngợp về mắt và đuôi khổng lồ của bão số 4 ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Mắt bão số 3 hình thành rất nhanh chóng. Theo quan sát qua hình ảnh vệ tinh của Cơ quan Nghiên cứu Hàng không và Vũ trụ NASA và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA, ảnh vệ tinh cũng cho thấy dải dông bão dày tựa như một cái đuôi khổng lồ xoắn ốc quanh cơn bão lớn ở phía đông Trung Quốc. Bộ cảm Visible Infrared Imaging Radiometer Shield của vệ tinh Xiaomi MPP hôm ngày thứ Hai tiết lộ bão số 3 đã hình thành mắt bão, mặc dù mắt bão chưa nhìn rõ vì những đám mây. VIIRS cũng cho thấy những dải dông bão mạnh bao quanh mắt bão. Trong ảnh VIIRS, một dải dông bão dày đã mở rộng hướng đông nam của mắt bão, tựa như một đuôi khổng lồ. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão số 3 dự kiến đổ bộ giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Thành phố Thượng Hải cũng chịu tác động của cơn bão này. Theo Fox News, các khu vực ven biển dễ bị tổn thương ở Trung Quốc đã được sơ tán. Các tàu cá cũng được gọi cập cảng trước khi bão số 4 đổ bộ mang mưa lớn cho phía đông Trung Quốc. Trong bối cảnh, phần lớn đất nước đang phục hồi sau đợt lũ lụt bất thường mùa hè năm nay. Dịch vụ phà và một số chuyến tàu hỏa đã bị ngừng hoạt động. 4.481 hành khách đã được rời khỏi các tàu thuyền ở các vùng biển ngoài khơi các thành phố Ôn Châu và Tân Châu ở tỉnh ven biển Chiết Giang. Tại Phúc Kiến, các ngư dân ven biển đã được sơ tán, các điểm du lịch đóng cửa, các công trường xây dựng được lệnh ngừng hoạt động, các tàu thuyền đánh cá được lệnh tránh ra khơi. Mùa bão năm nay ở Trung Quốc, theo Fox News, là tương đối ôn hòa, dù lũ lụt lớn kể từ tháng trước dọc theo các hệ thống sông lớn của Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, buộc 2 triệu người phải sơ tán và gây thiệt hại hơn 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 7 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã tránh được suy thoái sau khi nền kinh tế tăng 3,2% trong quý 2 năm 2023, nền kinh tế lớn đầu tiên cho thấy sự phục hồi từ dịch COVID-19 sau khi GDP quý 1 lần đầu tiên giảm tới 6,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh vẫn là một điểm yếu của Trung Quốc sau bán lẻ, giảm 1,8% trong tháng qua, mặc dù đã cải thiện so với mức giảm 2,8% trong tháng trước đó. Báo South China Morning Post dẫn lời chuyên gia kinh tế trưởng của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating Châu Á-Thái Bình Dương, South Road, cho biết.
tiêu dùng vẫn còn yếu, doanh số bán lẻ đang ổn định, nhưng ngay cả trong tháng này vẫn ở dưới mức được ghi nhận cùng với thời điểm năm 2022. Bên cạnh đó, con đường phục hồi của Trung Quốc có thể bị kìm hãm bởi những đợt mưa lũ trong 2 tháng qua. Zhao Qinghe, nhà thống kê cấp cao tại Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, các công ty nhỏ tiếp tục đối mặt với áp lực về cả cung và cầu. Ông Zhao nói rằng một số doanh nghiệp báo cáo rằng các thảm họa liên quan đến lũ lụt đã gây ra sự gián đoạn cho hậu cần và giao thông vận tải, cùng với các vấn đề như lũ lụt trong các nhà máy, thiết bị và hàng tồn kho. Chỉ số sản xuất PMI của Trung Quốc trong tháng qua là 51,1, trong khi PMI phi sản xuất là 54,2. Các nhà phân tích cho biết nhu cầu yếu và các biện pháp phong tỏa ở một số khu vực ở Trung Quốc để ngăn chặn làn sóng COVID-19 tiếp theo cũng tăng thêm áp lực đối với tiêu dùng. Ông Louis Gugit, chuyên gia cao cấp về kinh tế Âu Á tại Oxford Economics nói, những trận lụt đã tàn phá nhiều nơi, nhưng tôi nghĩ rằng ở cấp độ kinh tế vĩ mô, thiệt hại do lũ lụt không đủ lớn để thực sự ảnh hưởng đến tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Ngoài ra, nó có thể có một số tác động đến giá lương thực, nhưng điều đó là ngắn hạn và không đáng kể. Ông Kuis phân tích, tôi nghĩ rằng dịch bệnh COVID-19 có khả năng có tác động lớn hơn về mặt kinh tế vĩ mô vì dịch bệnh ở một nơi có thể ảnh hưởng đến hành vi của người dân trên toàn quốc, khiến mọi người không muốn ra ngoài và tham gia các hoạt động một cách bình thường. Chính phủ Trung Quốc ước tính thiệt hại do lũ lụt ở 27 tỉnh có khả năng lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 20,6 tỷ đô la Mỹ. Phát ngôn viên Cục Thống kê Quốc gia Liu Aihua bình luận về sự phục hồi kinh tế quý 2 của Trung Quốc nhận định thảm họa lũ lụt năm nay ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt ở một số khu vực. Trong khi đó, lũ lụt chưa qua, Trung Quốc lại đang tiếp tục hứng chịu những cơn bão mới. Hôm Chủ nhật, Biển Đông Trung Quốc nâng cảnh báo khẩn cấp bão số 4 lên mức 3, cơn bão số 4 trong năm tấn công Trung Quốc. Công ty chứng khoán Huatai Securities cho biết trong một báo cáo tuần trước rằng đầu tư tài sản cố định trong tháng này có thể giảm nhẹ từ 5,3% xuống 4-4,5% do đầu tư vào cơ sở hạ tầng và bất động sản giảm vì mưa lũ. Theo thạc sĩ Dương Văn Ni, Đại học Cần Thơ đã lên tiếng phản bác những luận điểm nghiên cứu khoa học mới được Trung Quốc công bố về khả năng gây hại của thủy điện. Nghiên cứu này là sản phẩm hợp tác giữa Đại học Thanh Hoa và Viện Tài nguyên nước Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc kết luận đập thủy điện nước này không gây khô hạn cho các quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong. Thậm chí, Trung Quốc còn khẳng định các đập thủy điện giúp giảm bớt vấn đề khô hạn bằng cách giữ bớt nước từ mùa mưa và tháo nước trong mùa khô. Tuy nhiên, tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia của Đại học Cần Thơ phản bác, đập thủy điện cung cấp nước trong mùa hè cắt lũ mùa mưa là thuyết minh của những người đầu tư làm thủy điện. Lập luận này không mới và cũng không có gì phải ngạc nhiên, bởi lẽ người làm thủy điện là những người phải đứng trên vai trò của một nhà đầu tư để đưa ra những lý lẽ ưu việt có lợi cho mình, nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Và bản thân Trung Quốc cũng vừa phải hứng chịu những hệ lụy do chính hệ thống thủy điện của nước mình gây ra. Phân tích cụ thể, theo vị chuyên gia thực tế, thủy điện cũng có ưu điểm. Về nguyên tắc, thủy điện có vai trò giữ nước, ngăn hạn, đó là ở thời điểm khí hậu thuận lợi, quanh năm mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên hiện nay, sự tác động của sự biến đổi khí hậu, mùa khô hạn càng kéo dài, thủy điện muốn duy trì việc phát điện bắt buộc phải giữ nước ngay ở đỉnh điểm của mùa khô, dẫn đến lưu lượng nước về khu vực hạ lưu giảm đột ngột, khiến khu vực hạ du hạn càng thêm hạn. Nghiên cứu của công ty của Mỹ công bố cho thấy các đập của Trung Quốc đã giữ nước làm cho tình trạng hạn hán ở hạ lưu nghiêm trọng hơn. Bằng chứng từ dữ liệu vệ tinh về độ ẩm bề mặt trên đất liền đã thể hiện mực nước tại khu vực thượng nguồn sông Mekong ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc trên mức trung bình vào mùa mưa từ tháng 5 cho đến tháng 10. Trong khi đó, mực nước ở hạ lưu sông Mekong vào cùng thời điểm này có lúc thấp hơn 3 mét so với mức cần thiết. Nghiên cứu này đã khẳng định nếu đập Trung Quốc không hạn chế dòng chảy, một phần của sông Mekong dọc theo biên giới Thái Lan, Lào sẽ có mực nước trên trung bình từ tháng 4 đến nay thay vì chịu đựng hạn hán nghiêm trọng. Trong khi đó, vào mùa mưa lũ, mực nước lớn, thủy điện muốn cứu mình thì phải xả lũ, khiến lượng nước đổ về hạ lưu vô cùng lớn, hạ du ngập thêm ngập. Tất cả những nghịch lý này đều đã được chứng minh trong suốt thời gian dài và bản thân Trung Quốc cũng đã đang phải gồng mình chống chọi với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử.
khi Trung Quốc phải chịu những cơn mưa kỷ lục kéo dài hàng tuần, mực nước các con sông dâng cao, nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp liên tục ở mức báo động đã làm biến dạng, đe dọa sự an toàn của con đập này. Đứng trước nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp đã buộc phải xả lũ khiến nhiều thành phố của nước này chìm trong ngập lụt. Vị chuyên gia nói thêm, đây là bằng chứng xác thực nhất, minh chứng cho những lập luận tốt đẹp về đập thủy điện của Trung Quốc là không thực tế. Quan điểm của tiến sĩ Dương Văn Ni cũng tương đồng với quan điểm của các nhà khoa học quốc tế. Nhà nghiên cứu Sibarian Pipa của Đại học Western Đức cho rằng các yếu tố môi trường như biến đổi khí hậu có ảnh hưởng tiêu cực, nhưng các con đập Trung Quốc là vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Và phía Trung Quốc đã không làm gì nhiều để giảm bớt những lo ngại về các con đập của mình. Tổ chức phi chính phủ mạng lưới của người Thái xem việc giữ nước trong mùa mưa rồi xả nước trong mùa khô mà các đập thủy điện Trung Quốc đang làm là đi ngược lại với tự nhiên, vì lũ là điều kiện tự nhiên xuất hiện trong mùa mưa. Ngoài giữ nước, các con đập còn giữ phù sa, cát và sỏi. Nghiên cứu của Masi chỉ ra rằng lượng phù sa trên sông đã giảm gần 77% so với điều kiện gần như tự nhiên của những năm 1990. Hậu quả là đáy sông bị mất cân bằng, đồng bằng bị sụt lún, làm giảm sâu hơn nguồn cung nước ngọt. Vì thế, họ đã kêu gọi Trung Quốc phải công khai minh bạch các số liệu về nước với các quốc gia liên quan. Thông tin về bão số 3 đi vào Trung Quốc, sông Hoàng Hà xuất hiện trận lũ thứ tư, nghịch lý hậu quả lũ lụt Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão. Cơn bão số 3 năm 2023 có tên quốc tế là Malakala và đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng thứ Ba, bão số 3 ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Cơn bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, tiến sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông đến 16 giờ ngày thứ Ba có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông trong sáng sớm nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông trong sáng nay còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Vào sáng thứ Ba, sông Hoàng Hà xuất hiện trận lũ số 3 sau khi hàng loạt các tỉnh thành phía Bắc nước này bắt đầu bước vào trận mưa lớn trên diện rộng. Theo báo điện tử Đài VOV dẫn thông tin từ Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa công bố sáng thứ Ba cho thấy, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, thời gian gần đây lưu lượng nước tại các trạm thủy văn chính trên sông Hoàng Hà không ngừng dâng cao. Với lưu lượng nước tại trạm thủy văn đường Nãi Hợi ở thượng lưu sông Hoàng Hà đo được vào lúc 7 giờ 6 phút sáng thứ Ba theo giờ địa phương là 2.500 mét khối trên giây. Trận lũ số 3 trong năm đã chính thức hình thành trên sông Hoàng Hà. Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà cũng quyết định phát đi cảnh báo lũ màu xanh tại khu vực này, đồng thời kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt hạn hán cấp 4 tại đây. Ủy ban này cũng gửi thông báo khẩn tới cơ quan thủy lợi các địa phương như Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Mông Cổ và các đơn vị liên quan yêu cầu làm tốt việc theo dõi mực nước ở các sông, hồ, tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn đê điều, đập, hồ chứa nước, kịp thời xử lý các trường hợp nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Sau khi hoành hành ở khu vực miền Nam và sông Trường Giang gây ra lũ lụt nghiêm trọng, các trận mưa lớn ở Trung Quốc bắt đầu chuyển dần lên phía Bắc. Trước đó, sông Trường Giang cũng đã xuất hiện hai trận lũ và gây áp lực không nhỏ lên đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới. Cũng trong ngày thứ Ba, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng cấp thứ 2 trong 4 cấp do những ngày tới, khoảng 10 tỉnh ở nước này sẽ liên tiếp xảy ra mưa lớn, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc và một số tỉnh Tây Nam, một số khu vực miền Tây Trung Bộ.
bồn địa Tứ Xuyên có mưa rất to, lượng mưa lên tới 100-300mm. Khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh cũng có lượng mưa lớn kể từ đầu mùa lũ đến nay. Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua đã làm ít nhất 158 người không thể vượt qua hoặc là mất tích và 4 triệu người phải sơ tán. Song theo nhận định từ các chuyên gia, khi mưa lũ năm nay chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế nước này. Chuyên gia Li Zhao, thành viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng lũ lụt Trung Quốc năm nay sẽ làm giảm 0,17% GDP trong năm 2023 của Trung Quốc, ít hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đó. Bà Li nhận định không khó để Trung Quốc có thể vượt qua được thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra. Mùa mưa ở Trung Quốc gây ra nguy cơ lũ lụt, khiến nước này thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty nghiên cứu China Weather Grid ước tính mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trận lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998. Trận đại hồng thủy trên sông Trường Giang hay sông Dương Tử đã khiến hơn 4.000 người không thể vượt qua và 14.000 người mất nhà cửa. Đến năm 2016, lũ lụt ở Trường Giang tiếp tục cướp đi tính mạng của gần 700 người và gây thiệt hại cho đất nước hơn 30 tỷ đô la. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP của Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 khiến GDP giảm 0,3%. Để so sánh, lũ lụt năm nay dự kiến sẽ làm tổn thương nền kinh tế ở mức độ nhẹ hơn nhiều, mặc dù bà Li cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính tác động kinh tế cuối cùng. Song chuyên gia Li Zhao nhận định đây không phải là yếu tố may mắn. Lũ lụt chỉ gây thiệt hại nhỏ đối với nền kinh tế Trung Quốc không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, tờ Fortune cho rằng Bắc Kinh đã xây dựng các vùng đất ngập nước mới và những con đập mới để chống lại các mối đe dọa như vậy. Tổng cộng, Trung Quốc có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền Trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường thủy chính. Mặt khác, chắc chắn lũ lụt năm nay đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở một mức độ nào đó, đóng cửa các dây chuyền sản xuất và gây ra sự chậm trễ trong các ngành công nghiệp khác nhau. Theo đó, hãng tin Reuters cho hay, lũ lụt đã làm trì hoãn các chuyến hàng thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ, nơi rất cần nguồn cung cấp để phòng chống COVID-19. Cuối tháng vừa qua, tờ Supply Chain Drive dẫn lời đại diện một số công ty vận tải nói rằng một số bến tàu nội địa dọc sông Trường Giang bị đóng cửa và các chủ hàng trên bờ cũng đang hoạt động với công suất giảm dần. Tuy nhiên, cho đến nay, tác hại của lũ lụt đối với chuỗi cung ứng của khu vực dường như rất hạn chế. Về vấn đề này, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn sản xuất Trung Quốc ở Thâm Quyến, Rina Anjoran nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô sẽ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay, ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào, theo tờ Fortune dẫn lời chuyên gia này phân tích. Hoặc các nhà sản xuất đã gặp may hoặc lũ lụt được hướng đến ở các khu vực phi công nghiệp hóa để đối phó với những trận lũ lụt. Chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình Thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước và các khu vực khác để thấm lượng nước mưa dư thừa. Tuy nhiên, những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp dễ bị ngập lụt. Giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ Judith Shapiro cho hay, mưa lớn gia tăng do biến đổi khí hậu đang thử thách chiến lược xây đập của Trung Quốc. Bà Shapiro nhấn mạnh, ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh, để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu được lũ lụt mà Trung Quốc đã chứng kiến trong những tuần gần đây. Nếu con đập bị vỡ, nó sẽ là một thảm họa với quy mô của một trận đại hồng thủy, điều mà nền kinh tế Trung Quốc không thể thoát khỏi. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc thêm con đập khổng lồ phải xả lũ gấp. Truyền thông dặn dân thấy nước dâng là chạy. Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Khi bắt đầu bước vào mùa mưa chính, mới đây một con đập khổng lồ khác chắn nước sông Hoàng Hà cũng phải xả lũ để đón lượng nước mới dồn về. Phượng Hoàng Cổ Trấn, thị trấn cổ với bề dày hơn 2.000 năm lịch sử, vừa trở thành khu vực mới nhất rơi vào ngập lụt do mưa lũ ở Trung Quốc.
Trấn Phượng Hoàng thuộc tỉnh Hồ Nam nằm trên một nhánh của sông Dương Tử. Đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc với khung cảnh nên thơ cổ kính. Kể từ đầu tháng này, hơn 14 triệu người ở 26 tỉnh, thành phố Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do mưa lũ. Hôm thứ Tư vừa qua, đập Tam Hiệp chính thức xả lũ lần đầu tiên trong năm nay, làm dấy lên lo ngại, làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở khu vực hạ lưu. Theo thông tin mới nhất từ Tân Hoa Xã, mưa lớn đang xảy ra ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử như các sông Ngô Giang, Tử Giang và Đà Giang. Hai bên bờ sông Đà Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Một đoạn video do người dân địa phương đăng tải cho thấy dòng nước lũ đục ngầu phù sa đang quét qua đường phố ở Phượng Hoàng của trấn, nước ngập cao đến vai người. Ở các khu vực thoát nước hiện đại hơn của cổ trấn, người đi bộ và các phương tiện di chuyển cũng rất khó khăn. Miền Nam Trung Quốc đang phải đối mặt với những đợt lũ lụt nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do các đợt mưa kéo dài cả tháng nay. Đập Tam Hiệp đã phải hoạt động hết công suất phát điện và lần đầu tiên trong mùa mưa năm nay đã phải xả hai đập tràn bởi lũ thượng nguồn trên sông Trường Giang vẫn ở mức cao. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ra cảnh báo mưa lũ liên tiếp hơn một tháng nay. Trong hai ngày vừa qua, nhiều vùng ở các tỉnh thành Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Sơn Đông, Vân Nam, Quảng Tây trở thành rốn ngập khi tiếp tục hứng chịu những trận mưa dông lớn. Lượng mưa đổ xuống sông tăng từ 30 đến 80%, khiến cho 250 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động lũ. Nhiều nơi nghiêm trọng, mực nước sông tăng gấp đôi. Một số tỉnh thành ghi nhận lũ lụt tồi tệ nhất hơn nửa thế kỷ qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo tình hình mưa lũ sẽ còn tiếp tục với những diễn biến khó lường trong 2 tháng tới. Theo số liệu chưa đầy đủ, mưa lũ kéo dài cả tháng ở miền Nam Trung Quốc khiến cho ít nhất 78 người chết và mất tích, hơn 14 triệu người bị ảnh hưởng, gần cả 100.000 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải kêu gọi nỗ lực tối đa trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn mạng sống người dân trên hết, đồng thời triển khai các giải pháp để ngăn chặn thảm họa địa chất khi mà mưa lũ kéo dài. Đập Tam Hiệp đã phải hoạt động hết công suất phát điện và lần đầu tiên trong mùa mưa năm nay đã phải xả hai đập tràn bởi lũ thượng nguồn trên sông Trường Giang ở mức cao. Theo các chuyên gia, việc xả đập có thể sẽ làm cho tình hình ngập hạ nguồn thêm trầm trọng, nhưng đây là giải pháp an toàn cho con đập lớn nhất thế giới.